Rồi, chúng ta đã xong cái phần mảng. Chúng ta sẽ đi qua bài lắp ba. Và các bạn làm á, thì khi mà các bạn tạo một cái lắp mới, các bạn làm đúng theo yêu cầu là gõ số thứ tự, mã số sinh viên, tên lắp ba. Thì làm gì có cái chuyện mà phải đổi tên, làm gì có cái chuyện mà nhầm, bởi vì thông tin này là mình điểm danh hàng ngày mà ha. Cho nên khi tạo lắp ba đừng bao giờ vội vàng tạo chữ lắp ba không rồi tí nữa đổi, mà đổi thì chắc chắn đôi khi cũng vội vàng. Cho nên cứ tạo ngay từ đầu, đúng ngay từ đầu thì không có gì phải đổi cả, không có gì phải sai cả. Nhớ những lắp từ lắp 2, lắp 3 trở đi là không có dùng sai nhé. Nếu mà từ lớp 2 trở đi mà thầy thu sai thì chắc chắn là không điểm nè, là không nọt nè. Bởi vì cái này nó không thể sai được. Thông tin này chúng ta hàng ngày sử dụng mà. Nên ra là không có gì để sai ở đây cả. Rồi trong cái đề lớp 3 các bạn mở cái đề ra. Lớp 3 của chúng ta thì chỉ có bài cuối cùng là nó hơi dài thôi, chứ còn những bài đầu thì chúng ta viết rất nhanh. Nếu như thầy chỉ viết mà thầy không giải thích thì chắc khoảng cỡ 30 phút là xong. Còn nếu như mà chúng ta viết và có giải thích thì nó nhiều hơn tí. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu viết lớp 3 là 10 giờ 47 phút. Chúng ta xem thử thấy bao lâu. Cái bài mà số nguyên tố này, đây là cách viết thông thường. Bây giờ thầy viết lại gọn hơn tí, gọn hơn tí xíu. Như vậy thì cách viết của chúng ta, cái quan trọng của các bạn hiện nay là các bạn đang bị lấn cấn ở chỗ là viết hàm, viết function hay còn gọi là phương thức. Thì đầu vào là gì, đầu vào là gì, đầu ra là gì? Cái quan trọng nhất là hiện nay là các bạn đang đang bị vướng cái đó. Ví dụ như các bạn chưa xác định được đầu vào là gì, chưa xác định được đầu ra là gì. Cái quan trọng của chúng ta bây giờ là mình sẽ nói là hàm này kiểm tra số nguyên tố. Vậy kiểm tra số nào? Thì mình đã xác định được đầu vào rồi. Sau khi kiểm tra xong thì làm gì? Thì mình trả lời là sau khi kiểm tra xong cho tôi biết số đó có phải là nguyên tố hay không? Phải hay không phải, vậy là đâu ra. Như vậy thì các bạn sẽ tự đặt câu hỏi cho mình, tự trả lời, thì các bạn sẽ có đầu vào là gì, đầu ra là gì. Và chúng ta sẽ bắt đầu viết phần này. Chỗ này các bạn tập thói quen, tập thói quen ở chỗ này các bạn phải để chữ and main. Tại vì sao? Tại vì giả sử sau này cái hàm main của các bạn nó dài thì bạn không biết được là cái dấu đóng nào là dấu đóng của hàm main, dấu đóng nào là dấu đóng của những hàm khác, và mình sẽ rối lên. Thì tốt nhất ngay tại thời điểm này nó đang ngắn nè, mình chọn end main cái mình biết chắc luôn. Rồi ví dụ như vậy thì qua cái thằng public static colon public static colon. Ở đây các bạn sử dụng cái biến colon này thì các bạn sẽ sử dụng cho cái hàm số nguyên tố là mở ngoặc in n, tức là mình sẽ kiểm tra số nguyên tố của một số n nào đó. Vậy sao nó báo lỗi vậy? Sao nó báo lỗi? Tại vì nó phải có trả về. Trong C thì khi bạn ghi trả về mà bạn không trả về đôi khi nó cũng ok. Nhưng trong Java bạn đã ghi kiểu trả về mà bạn không có return nó sẽ báo lỗi. Không có return nó sẽ báo lỗi. Và chúng ta sẽ viết ở đây. Nếu chúng ta sẽ dùng vòng lặp for int y bằng mấy em? Y bằng bằng 2 chấm phẩy y nhỏ hơn
chỉ cần mình kiểm tra đến n chia 2 là được ha, chấm phẩy y cộng cộng. Rồi nếu trong trường hợp nếu như có một số y nào đó mà để cho n chia cho y mà bằng bằng không thì n mình kết luận ngay n không phải là nguyên tố, mà không phải thì nó là phôn, thì mình sẽ retain phôn ở đây luôn, mình không cần biến trung gian, mình retain phôn ngay lập tức, mình không cần biến trung gian, mình không cần fret rồi để mình retain ở đây mất công, mình không cần, mình retain ngay lập tức. Và nếu như trong trường hợp chạy hết một vòng for mà cũng không thấy là n chia hết cho bao nhiêu cả thì mình kết luận đây là số nguyên tố, return true hết. Như vậy là mình đã viết cái hàm của mình nó gọn hơn tí xíu, không cần cái biến trung gian. Số 1 có phải là số nguyên tố không? Và nói chung những số mà nhỏ hơn 2 thì không phải là nguyên tố. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ đặt cái trường hợp nếu như n mà nhỏ hơn 2 thì kết luận ngay không phải là nguyên tố. Kết luận ngay. Đây là cái hàm số nguyên tố của chúng ta đã hoàn thiện. Được không nào? Bây giờ chỗ này chúng ta ghi là n số nguyên tố cho nó quen ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái hàm public. Static. Cái hàm tiếp theo là chúng ta sẽ viết cho câu 2. Câu 2 người ta nói rằng nhập vào một bàn phím và xuất ra các số nguyên tố từ 1 đến n và xem thử có bao nhiêu số. Như vậy mình có hai ý. Nhập vào một số, nhu cầu là nhập vào một số từ bàn phím. Xuất ra màn hình các số nguyên tố từ 1 đến n. Xuất ra số nguyên tố từ 1 đến n và xuất ra có bao nhiêu số. Đó, số nguyên tố từ 1 đến n và có bao nhiêu số. Như vậy thì bài 2 của mình. Bài 2 có cần kiểu trả về không? Có cần kiểu trả về không? Bài 2. Có tham số đưa vào không? Có không? Suy nghĩ thử coi có không? Cái này là tùy mình. Nếu như bởi vì bài 2 người ta nói rằng mình cần có một số n để mình chạy từ 1 đến n và mình xuất số nguyên tố ra. Vậy cái số n này ở đâu ra? Số n này ở đâu ra? Chúng ta sẽ tìm xem thử là cái số n này ở đâu ra. Các bạn đợi thầy một xíu nha. Cái số n này chúng ta sẽ nhập từ bàn phím. Vậy thì nhập lúc nào? Vấn đề là các bạn nhập lúc nào? Nhập ở ngay trong bài 2 hay là các bạn nhập ở trong cái chỗ mà các bạn gọi cái bài 2 thì tùy mình. Được chưa nào? Tùy mình. Đó. Đây các bạn rồi như vậy thì chúng ta sẽ tùy. Nếu như các bạn xác nhận là mình sẽ nhập từ hàm main rồi mình đưa cái giá trị n đó vào bài 2 thì chỗ này mình sẽ có là in n. Còn nếu như mà mình xác định là cái số n đó nhập tại đây thì không cần. Như vậy các bạn quan trọng là ý tưởng của mình muốn làm gì. Kết quả trả về là mình chọn void. Đó. Rồi, mình sẽ làm bài 2. Như vậy các bạn sẽ nhập vào một giá trị n. Bây giờ bắt đầu mình nhập nè. Khi nói đến nhập thì mình phải cần đến gì nè? Mình phải cần đến
scan ha. Như vậy mình sẽ khai báo scan. Nhưng mà trong bài này chúng ta đang viết hàm con. Vậy thì cái biến scan này chúng ta sẽ dùng ở nhiều vị trí khác nhau. Vậy chúng ta khai báo scan chung cho cả cả cái class này luôn. Vậy chúng ta sẽ khai báo scan chung cho cả class. Và các bạn khai báo scan chung, thầy quên tí xíu. Nếu các bạn khai báo như vậy thì nó sẽ không chịu nhé. Khai báo trực tiếp vậy nó không chịu. Nó không có hiểu public. Nó sẽ không chịu. Các bạn sẽ sử dụng là public. Nào. Scan. Mà khi các bạn dùng gợi nhớ như vậy thì nó tự động nó inbox scan trên này cho mình rồi nhé. Tự động nó inbox scan. SC bằng new scan. New scan rồi ở chỗ này nó sẽ là system chấm in và chúng ta khai báo cái biến này là biến toàn cục trong cái class này và ở dưới này chúng ta sẽ xuất ra khai báo một cái biến n trước đi ha. Chúng ta xuất ra một cái câu thông báo nhập vào n và n nó sẽ bằng sc chấm net in chấm phẩy. Bây giờ chúng ta sẽ for nt bằng một, người ta nói là từ 1 đến n chấm phẩy y nhỏ hơn có bằng không, người ta nói 1 đến n là có bằng nha, chấm phẩy y cộng cộng chấm phẩy. Rồi làm cái gì nếu như số nguyên tố của y, nếu số nguyên tố của y thì làm cái gì, thì xuất cái số nguyên tố đó ra, xuất cái y ra. Rồi ai mở mic vậy, xuất số nguyên tố. Rồi bây giờ người ta nói là đếm xem có bao nhiêu số nguyên tố. Vậy muốn như vậy thì các bạn sẽ có một cái biến gọi là biến đếm bằng không, biến đếm bằng không. Và xuống này cứ mỗi lần có một số nguyên tố thì đếm cộng cộng và chạy hết dòng for, chạy hết dòng for thì xuất ra cho thầy có bao nhiêu số nguyên tố, xuất ra cho thầy có bao nhiêu số nguyên tố, có cộng với đếm cộng với số nguyên tố từ 1 đến n đó, mình sẽ ghi vậy. Như vậy cái quan trọng là cái dòng print line này mình có chủ động ghi được như vậy không, mình có hình dung được là tại sao chỗ này là cộng chuỗi mà tại sao chỗ này cộng chữ đếm, tại sao chỗ này cộng chữ n không? Cái này cũng khá là đơn giản đúng không? Rồi chúng ta sẽ gọi thử, à chỗ này chúng ta cũng quên một cái nữa, chúng ta sẽ ghi là n bài 2. Rồi chúng ta sẽ gọi bài 2 nhé, ở trong hàm main gọi bài 2, chạy thử nào. Nhập vào n, ví dụ như chúng ta cho là 20. Enter. 2, 3, 5, 7, 11. Và có tổng cộng là 8 số nguyên tố từ 1 đến 20. Được không nào? 8 số nguyên tố từ 1 đến 20 có 8 số.
Như vậy chúng ta đã hoàn thành được bài 2. Bài 3 nói về gì? Bài 3 dùng Fibonacci. Cái dãy Fibonacci này chúng ta đã gặp ở đâu rồi? Gặp chưa? Gặp chưa mấy em? Fibonacci là một bài toán dạng như tính số lượng thỏ nếu như chúng ta nuôi một con. Cái này là nếu như nhé, nếu như thỏ này là sinh sản vô tính nhé. Nếu như năm đầu tiên, tức là nó 0 tuổi, thì đàn thỏ của chúng ta có một con. Năm thứ hai nó chỉ mới có một tuổi thì nó cũng là một mình nó. Năm thứ nhất là 0 tuổi là một mình nó nè. Năm thứ hai là một tuổi thì cũng một mình nó nè. Đến năm thứ ba nó bắt đầu sinh con. Năm thứ ba nó bắt đầu sinh con. Vậy năm thứ ba nó sẽ là F2. Nó sẽ bằng F0 cộng F1. Vậy năm thứ ba nó sẽ có hai con, tức là nó sinh được một con nữa với nó nữa là hai con. Năm thứ tư, năm thứ tư thì cái con mà sinh rồi đó nó sẽ sinh tiếp một con nữa là đàn thỏ của mình ba con. Nhưng mà cái con mới sinh á thì nó cũng chưa, phải 2 năm sau sinh thì nó mới mới sinh được một con khác. Như vậy thì người ta hỏi 10 năm đàn thỏ của mình bao nhiêu con, 20 năm đàn thỏ của mình bao nhiêu con, thì cái này chúng ta gọi là hàm Fibonacci, cái kiểu dạng như thế đó. Như vậy thì mình viết cái hàm đó như thế nào ở trong cái của mình. Rồi bây giờ kiểu trở về là gì, đầu vào là gì, xác định cho thầy coi nào. Với hàm Fibonacci mình xác định đầu vào trước. Đầu vào là gì các bạn? À, đầu vào là một số. Mình hỏi là hồi nãy là 5 năm, 10 năm, 15 năm, tức là số năm, hay còn gọi là số N, Fibonacci của N. Vậy mình hỏi sau 5 năm chúng ta có bao nhiêu con thỏ? Vậy có trả về không? Có kết quả trả về, mình cần lấy kết quả trả về không? À, có. Tức là mình hỏi thử là sau N năm thì mình được bao nhiêu con thỏ. Vậy cái số thỏ đó trả về ở đây. Kiểu bao à, kiểu in cũng được hoặc kiểu double cũng được ha. Nếu như số lớn thì các bạn xài kiểu double. Và chúng ta nên xài kiểu double bởi vì Fibonacci nó sẽ lớn đó. Ha. Rồi. Tương tự như vậy. Ví dụ gì nữa? À, thầy đang ghi âm cho nên tốt nhất là đừng nên hỏi lúc này. Rồi, tắt mic cho thầy. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có double và Fibonacci, và chúng ta nói lúc này nếu như F0 và F1, tức là N bằng 0 hoặc N bằng bằng 1 thì làm sao? Thì return 1 theo đề, đúng không? Thì return 1 theo đề. Nếu F0 bằng 1, F1 cũng bằng 1 thì chúng ta đang return theo đề. Còn không, còn không thì trả về gì? Trả về gì nào? Trả về Fibonacci của N trừ 1 cộng Fibonacci của N trừ 2. Đó là kết quả. Bị lỗi chỗ nào nè? À, N mình viết qua. N mình viết qua. Như vậy trong trường hợp này, nếu như người ta nhập n nhỏ hơn 0 thì sao? Quan trọng nhất là ở đây nè. Khi các bạn viết chương trình
Thì đôi khi những cái mà mình nghĩ ra như vậy đó, mình sẽ xử lý ngay tại đây. Nếu n nhỏ hơn không thì Fibonacci bằng âm âm một, đó là cái cờ để chúng ta dựng lên và chúng ta nhận biết được cái n người ta nhập vào là âm. Hoặc là các bạn sẽ làm cái phễu, các bạn lọc ngay từ đầu, lọc số liệu ngay từ đầu, tức là trước khi đưa vào cái hàm Fibonacci bạn kiểm tra n âm hay dương. Nếu như bạn lọc trước thì trong cái hàm này bạn không cần lọc, còn nếu như mà bạn không lọc từ bên ngoài thì bên trong hàm Fibonacci mình nên lọc ha. Thì coi như là dữ liệu của mình là sạch nhé, mình không lọc ở đây, nếu cần thì bạn sẽ lọc ở bên ngoài đó. Nếu cần thì chúng ta sẽ lọc ở bên ngoài và chúng ta sẽ sử dụng cái hàm Fibonacci. Ở đây là chúng ta có bài 3. Bài 3 chỗ này người ta nó viết chương trình thứ n nhận được từ bàn phím, như vậy ở chỗ này mình mới viết Fibonacci à, mình chưa có xài, bây giờ mình xài. Bài 3 cũng tương tự như bài 2, mình chỉ cần là void thôi và dữ liệu đầu vào tùy mình và thầy để là nhập trực tiếp. Như vậy thì thầy sẽ khai báo một cái biến n và chúng ta sẽ xuất ra câu thông báo là nhập vào n, nhập vào n, và chúng ta sẽ có n bằng scan chấm net in quen thuộc đúng không nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem thử cái số Fibonacci của n là bao nhiêu, thì chúng ta xuất ra Fibonacci hoặc là mình ghi là F đi. Fibonacci F mở ngoặc, mình sẽ cộng cho n cộng cho đóng ngoặc bằng cộng cho Fibonacci của n. Đó, mình sẽ ghi như vậy. Nó sẽ cho mình biết là Fibonacci của một số là bao nhiêu. Bây giờ chúng ta sẽ chạy nhé. Chúng ta sẽ chạy thử bài 3. Nhưng nếu như mà các bạn muốn lặp đi lặp lại để mình test nhiều cái số n cùng lúc thì tốt nhất các bạn giúp thầy đặt cái này vào trong, vào trong cái gì ta, đó, đặt trong một cái vòng lặp vô hạn. Vòng lặp này là vòng lặp vô hạn, mình cứ chạy đi, khi nào mình muốn thì mình bấm stop. Thì tất nhiên cái bài này nếu mà bạn để trong cái code mà bạn chạy chương trình thì nó không ổn, nhưng mà mình dùng cái mẹo này để mình test thì nó là ok. Như vậy chúng ta sử dụng là true, while true để mình test. Này nó giúp mình test rất nhanh. Rồi, mình nhập n là từ 0 trở đi nha, mình không có nhập âm. Còn nếu mà bạn mà muốn xử lý số liệu âm thì bạn xử lý. Nếu mà không, một con thỏ. Nếu là một, một con thỏ. Nếu là hai, hai con. Nếu là ba, ba con. Nếu là bốn, năm con. Nếu là năm, tám con. Nếu là chín, 55 con. Năm thứ chín là mình có 55 con. Nếu như mình có năm thứ 30 thì có tổng cộng là 134.000. Đó, Fibonacci của 30 là 134.000. 6. Ơ, 1 triệu chứ. 1.346.269. 30. Rồi ví dụ như là mình nhập số 40 chạy nổi không nào? Ra, nhưng mà nó xuất ở đây là do số mình nó lớn quá, mình xuất như vậy nó không không xuất được. Và nếu như mà muốn xuất chỗ này thì mình xử lý cái gì đây? Không, mình chỉ cần chỗ này là phần trăm F ha, mình sẽ là đổi lại
đổi lại các bạn sẽ đổi lại cái cách xuất nha. Chúng ta sẽ xử lý cách xuất này là system, chỗ này không phải là print mà là printf Fibonacci của f thứ n, chỗ này là phần trăm d, mình đưa n vô đây sẽ bằng phần trăm f. Rồi chỗ này mình sẽ phải n phải Fibonacci của n, đó là một cách để chúng ta xuất mà có định dạng. Cái này là xuất có định dạng. Vậy chúng ta sẽ chạy thử lại. N chúng ta nhập bằng 40. Đây. Đó. Chúng ta quên xuống dòng cho nên nó dính vô. N chúng ta cho 45. Chạy hơi bị lâu, đúng không? Vì chúng ta dùng đề quy cho nên là nó chạy hơi bị lâu. Thì chờ nó tí kia nó ra không? Đó. Vậy thì con số của chúng ta nó khá là lớn, 45. Rồi được ha. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chương trình thì chúng ta bấm stop. Và cái này chúng ta chỉ để test thôi nha. Chúng ta để test thôi. Thì các bạn sẽ làm kiểu là while true giống như thầy nói lúc nãy. Nó rất là hay nha mấy em. Đó, các bạn lặp đi lặp lại cái việc mà các bạn chạy bài 3. Rất là hay. Bây giờ bài 4 là bài gì? Bài 4 là gì? Viết chương trình, nhập vào họ, tên lốt và tên. Như vậy thì cái chỗ này, hôm trước đối với C, mình dùng cái gì để mình lưu được họ ta? Dũng gì nào? Dũng mãn, đúng không? Thì bây giờ đối với cái bài này, chúng ta cũng đã học mãn rồi. Thì các bạn sẽ xài mãn để lưu luôn. Để xài mãn. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ làm bài 4. Public static bài 4. À, chỗ này bài 4. Chúng ta sẽ void bài 4. End bài 4. Rồi, bài 4 chúng ta khai báo ba cái mảng. Mảng string và họ sẽ bằng những cái họ mà mình mong muốn, ví dụ như là Trần, ví dụ như là Nguyễn, ví dụ như là Lê, Trần Nguyễn Lê, ví dụ như là Bùi. Đó, mình có những họ này rồi mình sẽ có tên lốt bằng ví dụ Văn, ví dụ Thị, ví dụ Hương, Hương Giang, ví dụ vậy. Mình sẽ có ba cái họ lốt. Ủa gì thế? Quên, mình khai báo mãn mà, tại sao không đưa vô? Mình khai báo mãn phải đưa vô mãn chứ. Mình đưa vậy là nó không nhận, đúng rồi. Rồi, mình sẽ khai báo string tên sẽ bằng Dũng phải Trung phải Kiên phải Cường. À, Trung Dũng Kiên Cường ha. Rồi ok, ví dụ như vậy chúng ta đã có họ tên. Bây giờ chúng ta sẽ đếm có bao nhiêu họ tên như thế thì chúng ta phải khai báo thêm một cái biến đếm bằng không và lặp đi lặp lại cho mỗi họ, mỗi tên lốt và mỗi tên thì mình có được họ và tên.
Và chỗ này chúng ta lập thì chúng ta sẽ dùng for, và chúng ta sẽ dùng for mà không cần biến chỉ mục, chúng ta dùng for end ha, thì chúng ta sẽ dùng biến string họ là chữ h đi ha, hai chấm họ. Đó. Rồi tiếp tục dùng for string tên lốt, hai chấm tên tên lốt. Rồi chúng ta dùng for string tên, hai chấm tên. Và ở đây tại mỗi vòng for này thầy sẽ xuất cái họ và tên ra, xuất cái họ và tên ra. Thứ nhất là họ cộng với một khoảng trống cộng với tên lốt cộng với một khoảng trống cộng với tên, và chúng ta sẽ đếm cộng cộng. Sau khi chúng ta xuất hết rồi thì chúng ta xem là có tổng cộng bao nhiêu họ tên, có tổng cộng đếm họ và tên. Đó, như vậy là mình đã làm xong bài 4. Họ và tên này có thể bạn nhập từ bàn phím. Còn thầy là thầy gán trước. Bạn có thể làm một cái phần là nhập từ bàn phím. Mình sẽ chọn bài 4, và bài 4 thì mình chỉ cần một lần thôi, mình không cần đu quay. Mình không cần lặp. Rồi mình xem thử là nó ra bao nhiêu họ và tên. Đây, có tổng cộng 48 họ và tên. Trần Văn, Trần Văn, Trung Dũng, Kiên Cường, 4 tên, cho nên Trần Văn là 4 tên. Trần Thị, 4 tên. Nhà nào mà có bố mẹ anh chị nào đó mà muốn đặt tên cho con đúng không? Viết chương trình ra. Bây giờ họ của anh, họ của chị. Rồi tên lốt là muốn xài cái gì, rồi tên anh chị muốn xài cái gì. Rồi bây giờ ngồi enter một cái nó ra mấy chục cái tên, rồi tha hồ mà lựa ha. Cái nhiều khi mình ngồi mình ngẫm mình nghĩ nó nghe nó không thuận tai, nhưng mà nó có sẵn rồi, mình đọc lên cái mình nghe nó thuận tai, mình có thể chọn được một cái tên hợp lý. Đó, như vậy thì các bạn thấy là dựa vào một số họ lốt và tên lốt và một số tên thì chúng ta đã có được họ và tên, rất là đơn giản. Cái thời gian của chúng ta còn có 30 phút, nhưng cái bài mà bài 5 này, bài 5 thì nó khá là đơn giản, nhưng mà nếu mà các bạn không hiểu thì nó khá là phức tạp, cho nên thôi thầy sẽ dành thời gian thầy giảng bài 5 cho các bạn luôn. Đó, giảng bài 5 cho các bạn luôn. Và chúng ta sẽ làm mà nó cái bài làm của thầy nó sẽ có một chút xíu chưa hoàn thiện thì các bạn sẽ sửa nha, bài 5 nhé. Như vậy bài 5 mình cần cái gì? Mình cần là số tiền cần vay, lãi suất theo năm và số năm cần vay. Đó là những cái mà chúng ta nhập vào. Vậy cái mà chúng ta xuất, cái chúng ta cần đây là trả hàng tháng. À, nếu mà tính theo số năm thì hàng tháng là trả bao nhiêu? Trả hàng tháng. Lãi suất là bao nhiêu? Vậy tổng mình trả hàng tháng là bao nhiêu? Rồi mình xuất mấy số đó ra. Cần cái gì khai báo đến cái đó nha. Số năm số tiền nè, lãi suất nè, số năm nè. Vậy lãi suất ví dụ như mình ghi là 12%, vậy trong này mình không ghi 12% mà mình ghi là 0.1012, tức là 12%. Rồi như vậy thì cái lãi suất của mình sẽ khai báo là double. Số tiền
mình muốn tiền lớn thì mình khai báo double, nhưng mà mình lấy thì mình lấy số chẵn thôi chứ mình không lấy số lẻ, được không? Lấy là lấy số chẵn chứ không lấy số lẻ. Như vậy thì bạn có thể là sử dụng số tiền là kiểu in, số năm cần vay là kiểu in, lãi suất là kiểu double. Rồi. Mình sẽ làm bài 5. Bài 5. Và chúng ta sẽ khai báo một cái biến in là tiền vay. Tiền vay. Một cái biến nữa lúc nãy chúng ta nói là số 5. Số 5 mà bạn trả đó là mình kiểu in. Và một cái biến kiểu double là lãi suất. Lãi suất. Rồi, mình sẽ có là số tiền phải trả hàng tháng, đúng không? Số tiền phải trả hàng tháng. Rồi, số tiền lãi. Vậy những con số này chúng ta đều khai báo là in. Rồi, tiền trả hàng tháng. Rồi, tiền lãi. Đó, những cái này chúng ta cần phải tính. Chúng ta sẽ nhập vào. Nhập vào là tổng tiền thôi. Tổng tiền thôi. Chúng ta sẽ có tiền vay bằng scan.net in. Chúng phải. Nếu như máy của bạn mà cái lệnh scan không có thì các bạn gõ cái này vào import.java.intel.scan, bởi vì nó chưa có cái class scan cho nên nó không hiểu và nó không chạy được, nó sẽ báo lỗi đỏ. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ nhập vào lãi suất. Và chúng ta sẽ có lãi suất bằng scan.net double. Rồi chúng ta sẽ có số năm cần vay. Cái này là thầy đang làm theo hướng câu A. Số năm cần vay. Chúng ta sẽ có số năm bằng scan.net in. Rồi chúng ta đã có được cái thông số như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xuất ra. Xuất ra. Trước tiên là chúng ta xuất cái tiêu đề. Xuất cái tiêu đề trước. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ xuất tiếp cái phần nội dung ở bên dưới. Xuất tiêu đề chúng ta sẽ có là số thứ tự và theo tháng. Rồi chúng ta sẽ xịt t, chúng ta có tiền gốc, tức là tiền phải trả trước đó, là gốc đó. Tiền lãi, rồi tiền trả hàng tháng, rồi tổng trả, tổng tiền trả hàng tháng. Đó là mình sẽ cần xuất ra những cái đó. Vậy mình sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi nào mà tiền vay của mình bằng không, mình trả hết gốc thì thôi, mình sẽ nghỉ, mình không trả nữa, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while. Tiền vay nếu như còn khác không thì làm gì? Thứ nhất là tính lãi suất, là tính tiền mà trả hàng tháng nè.
Như vậy ở chỗ này là mình có thể tính tiền trả hàng tháng trước rồi, không cần phải xuống dưới mới tính. Bây giờ chỗ này mình có tiền trả hàng tháng của mình, tiền trả hàng tháng nó sẽ bằng tiền vay chia cho số năm nhân cho 12 tháng đó. Như vậy tiền của mình khi mà nó có tiền vay chia như vậy, cái phép chia này thì nó sẽ trả về cho mình kiểu in, và tiền trả hàng tháng này là kiểu in. Sau này nếu mà các bạn muốn xử lý là trả hàng tháng mình trả lẻ hoặc là trả chẵn gì đó thì mình sẽ sử dụng cái hàm để làm tròn nữa nha, tiền trả hàng tháng của mình. Rồi xong, bây giờ mình có một cái biến số thứ tự hoặc là biến tháng để mình đếm từ đó là tháng mấy. Mình có một cái biến là tháng gán bằng không đi, chưa có tháng nào. Vô đây mình sẽ tính tháng thứ nhất, tháng cộng cộng, tháng thứ nhất mình làm gì đây? Tháng thứ nhất mình sẽ tính tiền lãi, tiền lãi nó sẽ bằng tiền vay, tiền gốc ban đầu nhân với lãi suất của một tháng, lãi suất một tháng ha. Tiền lãi là bằng tiền vay nhân với lãi suất một tháng, lãi suất kia là sẽ lãi suất năm nhân với tiền vay nhân với lãi suất. Chỗ này vì cái kiểu của chúng ta tiền lãi là nó kiểu in cho nên chuyển kiểu qua nó báo lỗi, kiểu in chúng ta sẽ ép kiểu qua. Ủa không, lãi suất chia cho 12 bình thường mà, double chia cho 12 nhân với tiền vay. Có sao tự nhiên lỗi chỗ này, vậy thì mình chuyển trước chỗ này đi, chuyển trước chỗ này. Cũng vậy à. Ủa bình thường đâu có bị lỗi gì chỗ này đâu ta. Tiền lãi. Còn không thì mình chuyển cái này thành double là xong. Đơn giản. Bởi vì mình chưa cần phải xử lý đến cái vấn đề đó. Tại vì cái bài này của mình chưa cần xử lý. Nếu cần thì mình xử lý đến trang khác cũng được. Nhưng mà thôi bỏ đi, mình sẽ sử dụng double luôn cũng được. Rồi ok. Và chỗ này nếu cần thì mình sẽ lấy tiền trả hàng tháng chỗ này. Mình chỉ lấy double, lấy in thôi. Ép nó lấy in thôi. Đó, tiền lãi này cũng lấy in thôi. Rồi sau nữa tí nữa nó trừ ra thì ok thôi. Lấy phần in, mặc dù là mình khai báo nó double nhưng mà chia xong thì lấy phần in thôi. Rồi. Như vậy thì mình sẽ xuất trước rồi mình mới giảm cái gốc hàng tháng, mình xuất trước rồi mình mới giảm. Như vậy mình sẽ xuất ra, thứ nhất là tháng đúng không, chỗ này mình sẽ thứ nhất là tháng nè, là phần trăm F là tháng nè. À, mình sẽ xịt T, phần trăm F này là của tiền gốc nè, xịt T, phần trăm F này là của tiền lãi nè, xịt T, phần trăm F này là của tiền trả hàng tháng, rồi xịt T, phần trăm F tiếp theo là của tiền tổng trả. Vậy chúng ta có cái chúng ta cần đưa vào là tháng phải tiền gốc tiền vay
phẩy, chúng ta sẽ có tiền lãi, phẩy, chúng ta sẽ có tiền trả hàng tháng, phẩy, và chúng ta sẽ có tổng trả là bằng tiền trả hàng tháng cộng với tiền lãi. Đó. Rồi, bị sai chỗ này. Print F chứ không phải là print line. Ok. Sau khi mà chúng ta xuất cái này xong thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ kiểm tra. Ủa? Tự nhiên Enter chứ. Sau khi xuất xong thì chúng ta sẽ kiểm tra thử là giảm gốc. Giảm gốc. Nếu như tiền gốc của chúng ta mà còn lớn hơn tiền trả hàng tháng thì chúng ta sẽ trừ cái tiền gốc xuống. Nếu như tiền vay mà còn lớn hơn hoặc bằng tiền trả hàng tháng thì làm gì? Tiền vay trừ bằng tiền trả hàng tháng. Còn nếu không, nếu mà tiền vay của mình nó ít hơn tiền trả hàng tháng thì lúc này tiền trả hàng tháng của mình nó sẽ bằng tiền vay lúc đó. Ví dụ như là mình trả hàng tháng là 2 triệu, nhưng mình trả hoài đến lúc còn có 1 triệu thôi, thì cái tháng cuối cùng là mình trả 1 triệu chứ mình không có trả 2 triệu, cho nên là nó bằng tiền vay. Rồi, mình thử ha, mình chạy lại, nếu mà nó sai ở đâu thì mình chỉnh ở đó. Mình sẽ chạy ở đây, trên bài 5, mình sẽ test bài 5. Rồi mình bật cái này lên, test bài 5. Ví dụ tổng tiền vay của mình là 100 triệu, 123, 123. Lãi suất là 0.12. Mình vay trong vòng 1 năm. 1 năm là 12 tháng. Mình thấy nó xuất hiện là 12 dòng thôi. À, mình chưa có xuống dòng. Mình chưa có xuống dòng. Nó đang bị lỗi cái gì đây? Mình chưa có xuống dòng, mình thiếu cái xuống dòng. Chỗ mà ép của mình đó, mình chưa có xuống dòng. Shift N. Tiền hàng tháng nè, tiền vay, tiền lãi, tiền trả hàng tháng, tổng trả. Lãi suất 0.12 một năm. Rồi, ok. Chỗ này nè, nó đang còn chút vấn đề. Các bạn xử lý giúp thầy nhé. Rồi. Tiền chỗ này nó đang bị nhảy nè. Các bạn sẽ định dạng lại. Định dạng bằng cách là tháng của mình. Mình cho nó hiển thị hai số thôi. Đó, như vậy các bạn sẽ tập dần ở chỗ này. Tháng của mình hiển thị hai số 2.0. Rồi, tiền chỗ này cái tiền lãi nè, nó đang tính là có số lẻ nè. Đang tính có số lẻ. Cho nên mình sẽ nghiên cứu ở chỗ cái tiền lãi. Đây. Nó tính có số lẻ. Cho nên là các bạn ép kiểu như thế nào đó để nó lấy phần nguyên thôi.
chứ nó không lấy phần lẻ nha, bởi vì phần lẻ sao trả, phần lẻ sao trả, rồi nghiên cứu thêm cái chỗ đó cho thầy. Và mình sẽ xuất cái tiền lãi này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình cho 10 số đi. Này mình cho 10 số đi nha. 10 số. Và chấm 3. Để làm gì? Để cho các bạn thấy là nó có số lẻ hay không. Nếu có số lẻ thì các bạn xử lý đi cho thầy nha. 12 cho nó đủ. 12 chấm. Rồi, tương tự như vậy các loại tiền khác các bạn cũng để 12 chấm. Và tất nhiên ở dưới này bạn nhìn thì lúc này trên này bắt đầu mình chỉnh sau. Mình chỉnh sau nhé. Mình chỉnh dưới trước rồi mình chỉnh trên sau. Thì cái tiền của mình nó ra thẳng hàng, thẳng cột. Tiền vay. Một năm. Đó, thẳng hàng thẳng cột đúng không? Bây giờ chỉ cần là mình nhích cái tiền gốc này ra, nhích tiền lãi ra chút, rồi tiền trả hàng tháng là ok, tổng trả lưu lại. Như vậy thì các bạn đã điều chỉnh được. Bây giờ về nhà điều chỉnh cho thầy. Số này bỏ số chẵn, bỏ số lẻ đi. Chuyển nó làm sao chuyển thành kiểu in nha. Cái này cũng vậy, cái này thì cũng vậy, tiền trả hàng tháng. Và chỗ này nó có đến cái dòng số 13, dòng số 14. Thì mình nghiên cứu làm sao mà đến dòng số 12 là hết. Dòng số 12 hết. Đó, tiền trả hàng tháng. Nghiên cứu thử ha. Điều chỉnh cho thầy. Như vậy là chúng ta đã xong cái bài tập là về tiền vay mà mình sẽ trả theo số năm mình mong muốn. Mình trả theo số năm mình mong muốn. Còn nó có một cái dạng bài tập nữa mà mình vay, nhưng mà giả sử mình không đủ tiền trả 8 triệu một án mình muốn là trả ít hơn chẳng hạn, thì mình sẽ nhập vô cái số tiền mà mình trả hàng tháng, thì cái cách tính của mình nó sẽ khác một tí, cách tính của mình nó sẽ khác một tí, được chưa nào? Rồi như vậy thì cơ bản là xong, nhưng mà các bạn phải xử lý lại. Xử lý thứ nhất là tiền các bạn xuất ra là chỉ là số chẵn thôi, chứ không lấy phần, không lấy phần 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 lẻ, và trả đến đúng cái tháng 12 là đủ rồi, chứ không cần đến tháng 13, bởi vì mình trả đến tháng 12 là tháng cuối cùng. Thì mình tính cái số số tiền này nè, quan trọng là cái số tiền lãi này các bạn. Nếu số tiền lãi này bạn làm tròn thì bạn làm tròn lên. Ví dụ mình trả là 500 ngàn 7 500 ngàn phẩy 789 đi. Thì nếu mà cái 789 đó mà mình để mình làm tròn xuống thì nó tổng lại số tháng của mình nó sẽ dôi ra cái dư. Như vậy mình làm tròn lên thì thay vì trả 500 ngàn thì mình trả 501 ngàn, thì cứ mỗi tháng mình trả được ngàn thì tháng cuối cùng nó sẽ ít lại. Chứ còn nếu bạn bỏ cái lẻ đi thì cái tháng cuối cùng nó sẽ nhiều hơn đó, thì nó mới ra cái số 13. Chú ý cái chỗ này nhé. Như vậy chúng ta đã hoàn thiện cái bài lắp 3, và đến mức độ như thế này thì chúng ta chưa phải là 100%, vì cái này là thầy hướng dẫn thôi chứ không phải là thầy giải hết, cho nên cũng để có cái cho các bạn làm chứ. Nếu như mà thầy làm hết thì các bạn làm gì giờ nha, thầy chỉ giải đến đây thôi, thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách suy nghĩ để mình lập luận ở chỗ này, và cái cách để mình trình bày làm sao mà nó in ra theo đúng cái ý mà mình cần đó. Thì cái quan trọng của chúng ta là ở chỗ này, chúng ta in ra đó, nó canh theo, nó tab theo, và mình chỉ cần sửa cái phía trên này là nó ok. Như vậy là mình sẽ kết thúc hướng dẫn cái bài lắp 3.